Ủa anh Mạnh ơi, Như trang trại mình thì đang chăn nuôi con rúi gì vậy anh? À, Như trang trại anh là đang nuôi con rúi má đào Thái Lan em ạ. Dạ. Đây, anh cầm lên cho em một con. Đây là con rúi má đào Thái Lan này. Dạ. Đấy. Như em và rất là nhiều bà con trên cả nước được biết đến là con rúi má đào Thái Lan này thì hiện nay nó đang là giống rúi mà có trọng lượng lớn nhất cũng như là hiệu quả kinh tế nó cũng mang về là cao nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Nói về khác biệt, ví dụ như em hoặc bà con nhìn con rúi má đào Thái Lan thì bà con để ý là hai cái má nó hồng hồng. Dạ. Đấy. Đấy, nó khác biệt là cái má của nó hồng hồng. Và cái trọng lượng của nó là nó to con hơn con rúi thông thường. Dạ. Cái trọng lượng con này nó cũng có con nó đạt đến 5 cân rưỡi đến 6 cân. Xin chào toàn thể bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Và như quý bà con cũng đã biết thì dòng rúi má đào Thái Lan hiện nay đang là giống rúi mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong tất cả những cái dòng rúi mà hiện nay bà con đang muốn tìm hiểu để chăn nuôi. Và hôm nay thì tôi đang có mặt tại trang trại chăn nuôi rúi má đào rất là lớn tại khu vực tỉnh Vĩnh Long. Và bên cạnh tôi đây là anh Mạnh, là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi cũng như hiện tại thì anh đang rất là phát triển đối với con rúi má đào Thái Lan này ạ. Anh Mạnh ơi, anh có thể một lần nữa là giới thiệu về bản thân mình cũng như là về cái mô hình chăn nuôi con rúi má đào Thái Lan này, cụ thể về địa chỉ để bà con có thể tìm đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm không ạ? Vâng, tôi xin chào toàn thể bà con trên cả nước. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Mạnh. Tôi đã nuôi con động vật hoang dã này rất là nhiều năm nay rồi. Hôm nay tôi cũng rất vui được kênh ghé qua trang trại của tôi có địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Còn nói về địa hình địa lý thì cũng tôi cũng nói sơ qua một chút để các bà con mấy tỉnh miền Tây này nắm được. Thì là trang trại của tôi thì tôi có rất nhiều trang trại. Trang trại của tôi là trải dài từ Bắc vào tới Nam. Còn hôm nay là tôi được kênh ghé qua trang trại của tôi là ở ấp Thuận Tiến này. Thì nói về địa hình địa lý là trang trại của tôi là giáp với bến xe Bình Minh, sát với quốc lộ 1A. Còn tính từ bên cầu Cần Thơ sang bên Vĩnh Long này thì đâu đấy nó rơi tầm 5 cây số. Thì là rất là thuận tiện để bà con đi lại đúng không ạ? Rất là thuận tiện để bà con nắm được cái địa hình địa lý để đi lại, để thứ nhất là đến với trang trại tôi chơi và tham quan. Dạ, anh Mạnh ơi thì như anh vừa chia sẻ thì như cái con rúi má đào Thái Lan này thì hiện nay nó là đang là cái giống rúi to nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì ngoài cái ưu điểm là lớn như thế này thì nó có những cái ưu điểm gì vượt trội hơn so với những cái giống rúi khác không anh? Nói vì cái ưu điểm con rúi má đào Thái Lan này so với con rúi thông thường thì là cái ưu điểm của nó là cái trọng lượng. Cái trọng lượng nó là nó to con hơn, nó nặng khí hơn. Đấy. Và cái ưu điểm thứ hai nữa là cái mật độ sinh sản. Mật độ sinh sản thì con này nó đẻ nhiều con hơn. Trung bình mỗi lứa của nó là nó đẻ 6 đến 7 con trên một lứa. Đã. Đấy. Cái ưu điểm thứ ba nữa là cái trọng lượng nó to con hơn nên là sức đề kháng nó rất là tốt, nó không bị dịch bệnh như bà con đang nuôi con động vật nuôi thông thường. Dạ. Và cái thứ tư nữa là cái chất lượng thịt của nó thì nó thứ nhất là cái chất lượng thịt của nó rất là thơm ngon và bổ dưỡng và được các nhà hàng khách sạn rất là ưa chuộng nên là nó sẽ cao hơn với các loại rúi thông thường. Dạ. Vậy thì chăn nuôi nó thì về chuồng trại thì nó có yêu cầu gì không anh? Nói về kỹ thuật chuồng trại thì con này nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì bà con có thể là tận dụng cái nhà không sử dụng đến là một, hoặc là cái chuồng gà chuồng lợn là bà con có thể tu sửa lại, là bà con có thể nuôi được con rúi này rồi. Và tôi xin chia sẻ với toàn thể bà con là đối với con rúi má đào Thái Lan này là thứ nhất là cái trọng lượng nó to con hơn, nó bự con hơn nên là người nó trưởng con hơn, nên là bà con phải lưu ý cho tôi là làm cái chuồng là phải mua cái gạch 60-60 nó cao lên để tránh con rúi má đào Thái Lan này nó thất thoát ra ngoài. Vậy thì về nguồn thức ăn của con rúi má đào Thái Lan này thì là nó ăn những cái thức ăn là gì và trong khi mà ăn thì cái khẩu phần ăn nó có khác gì so với những cái dòng rúi khác không anh? Thật ra thì nói về rúi thì cái khẩu phần ăn của nó là tương đồng như nhau, nhưng đối với con rúi má đào Thái Lan này thì tôi cũng xin chia sẻ với toàn thể bà con là nó to con hơn nên là cái nguồn thức ăn của nó phải ăn nhiều hơn một chút. Thì nguồn thức ăn chính của nó là tre, ngô và mía. Đấy, tôi lấy ví dụ như là con rúi thông thường chẳng hạn thì một ngày nó chỉ ăn hết một mẩu mía này và một mảnh tre và một nắm hạt bắp, ví dụ như hạt ngô khô này,
Dạ. Đối với con rúi thông thường là chỉ một lắm hạt ngô khô và một mẩu mía và một mảnh tre chẳng hạn, đấy là con rúi thông thường. Dạ. Nhưng đối với con rúi má đạo Thái Lan thì bà con có thể là cho mỗi một con là ăn hai mẩu mía này, vì nó to hơn nên là nó ăn nhiều hơn một chút, thì dạ, là mỗi một trong vòng 24 tiếng đồng hồ là nó ăn hai mẩu mía và tầm khoảng 2-3 ngày ngô thôi. Dạ. Đấy, tức là một ngày mình vẫn chỉ cho nó ăn một lần thôi, một lần anh? Vì dạ, là trong vòng 24 tiếng, ví dụ như là 4-5 giờ chiều hôm nay mình chăn, đến tận 4-5 giờ chiều hôm sau mình phải chăn bữa thứ hai, thì dạ, nói chung là nó cái thời gian nó ăn nó cũng tương đồng như con rúi thông thường thôi. Dạ. Vậy anh Mạnh ơi, thì như con rúi má đào Thái Lan này thì nó là một cái giống vật nuôi mà mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho mình, như thế thì khi mà mình ghép đôi phối giống thì mình có cần lưu ý điều gì không ạ? Và cái tỷ lệ ghép đôi phối giống như thế nào thì nó sẽ hợp lý nhất và nó đảm bảo về cái chất lượng sinh sản tốt nhất cho con rúi này ạ? Đối với con rúi má đào Thái Lan này thì là tôi đang nói là ngoài tự nhiên thì nó sống theo bầy đàn, thì có thể nó sống là nó phối theo bầy đàn, có thể một con đực nó phối 6-7 con cái. Nhưng đối với kinh nghiệm như trang trại tôi đang nuôi phát triển gần 20 năm nay, thì là tôi cũng khuyên bà con là ghép tỷ lệ như trang trại tôi là tỷ lệ là 1 đực 3 cái hoặc 4 cái là vừa. Mình cũng không nên mình tham quá, mình ghép nhiều quá thì thứ nhất là nó cũng sinh sản tốt nhưng mà nó không thể tốt bằng mình ghép là tỷ lệ là 1 đực 3 cái hoặc là 4 cái. Dạ. Vậy thì với cái tỷ lệ ghép để đạt được cái chất lượng sinh sản tốt nhất như thế thì như cái con rúi này thì một năm nó sinh sản mấy lứa và mỗi lứa nó được khoảng bao nhiêu con ạ? Cái con rúi này thì nó sống theo kiểu đa thê đa thiếp, cả phối theo bầy đàn, thì là mình như trang trại tôi ấy là con rúi này là một năm nó sinh sản hai lứa, và trung bình mỗi lứa của nó con rúi má đào Thái Lan này nó khác biệt với con rúi thông thường, nó đẻ nhiều con hơn và trọng lượng nó to hơn, thì là mỗi một lứa của nó là 6-7 con, tối đa là 7 con, còn trung bình là 5-6 con trên một lứa, và dạ, một năm nó sinh sản hai lứa. Dạ. Đấy là con rúi má đào Thái Lan. Dạ. Vậy thì khi mà mình chăn nuôi cái con rúi này, ví dụ là con mẹ nó sinh sản ra và mình để toàn bộ cái lứa con để mình chăn nuôi thương phẩm chẳng hạn, thì với mỗi một đầu mẹ sinh sản như thế thì một năm nếu mà theo cái dự toán và theo cái tính toán của trang trại anh thì mỗi một đầu mẹ sinh sản một năm nó mang lại cho mình cái lợi nhuận là khoảng bao nhiêu vậy? Tôi như trang trại tôi đang phát triển và dạ, tôi cũng hoạch toán ra rồi, thì với một cặp rúi bố mẹ đã trưởng thành thì là như tôi trừ hết các khoản chi phí, ví dụ như là thuê nhân công này hoặc là nguồn thức ăn này, thì đâu đấy là một đầu rúi mẹ cái lợi nhuận biên nó đem về cho tôi là từ 15-17 triệu trên một đầu mẹ đối với con rúi má đào Thái Lan. Dạ. Có nghĩa là cái mức hiệu quả nó mang lại rất là cao đúng không ạ? Vậy thì về cái giá giống của nó thì như trang trại anh thì xuất ra ở những cái lứa tuổi nào vậy ạ? Thật ra là nói về giá giống thì trang trại tôi phân ra là mấy loại và mấy lứa tuổi. Dạ. Còn tất nhiên là cái lợi nhuận thì tiền nào của đó, tất nhiên là cái con rúi má đào Thái Lan nó đem lợi nhuận cao cho mình thì tất nhiên là cái giá giống nó sẽ mắc hơn, gọi là nó đắt hơn con rúi thông thường một chút, vì là trang trại tôi là bán theo cặp, bán theo lứa tuổi. Ví dụ như là cái loại ví dụ như đây, ví dụ như cái loại Barbie như này là tôi đây là cái loại nhỏ thì là tôi bán là 4 triệu một đôi. Dạ. Đấy, 4 triệu một đôi. Còn cái loại 5 tháng là 6 triệu một đôi. Còn cái loại hậu bị là 8 triệu một đôi. Còn ví dụ như cái loại bố mẹ mà thế nào là gọi bố mẹ, ở trại tôi nó đẻ một lứa rồi và bên tôi đang ghép đôi phối giống chuẩn bị sinh sản lứa thứ hai thì mới là gọi bố mẹ. Còn cái loại 7-8 tháng mà nó chưa sinh sản qua lứa nào thì chỉ gọi là hậu bị thôi. Thì cái loại bố mẹ là đang như trang trại tôi là đang bán là 12 triệu một cặp, một đôi đấy, một được một cái đấy. Vậy thì với cái giá giống thì em thấy nó cũng có rất là nhiều lứa tuổi và ví dụ như là so sánh với cái mức đầu tư đối với mình chăn nuôi những cái con vật nuôi thông thường
điển hình, em lấy ví dụ luôn là một cái con vật rất là gần gũi với bà con, ví dụ như con lợn chẳng hạn. Thì nếu như bà con mà muốn chăn nuôi một con lợn thì bà con cũng phải mất đâu đấy là khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu tiền giống, đúng không ạ? Đúng rồi. Và bà con cứ nghĩ rằng cái là vốn của cái con lợn chăn nuôi nó rất là thấp, nhưng mà thực tế thì bà con không tính toán đến là trong suốt quá trình mà bà con chăn nuôi thì cái tiền cám thức ăn nó đội lên rất là nhiều. 2 triệu tiền con giống thì mình cũng phải mất đến 3 triệu tiền thức ăn, đúng không ạ? Và đến khi mà hiệu quả thu về của bà con thì nó chỉ được vài trăm nghìn trên một đầu con khi mà mình xuất bán thôi. Nhưng riêng đối với con rùi ba đào Thái Lan này thì như lúc đầu anh Mạnh có chia sẻ thì cái nguồn thức ăn của nó thì rất là đơn giản, cũng như là chính vì cái nguồn thức ăn của nó đơn giản như thế, bà con mà có thể tận dụng được cho nó ăn những cái cây sắn hay là cây cỏ voi thì cái chi phí ấy, thức ăn của nó gần như là bằng không. Còn nếu như bà con chăn nuôi bằng mía giống như là trang trại anh Mạnh đây thì cái chi phí thức ăn của nó thì tốn cũng rất là ít, nhưng cái hiệu quả kinh tế nó mang lại rất là cao. Như thế thì đây cũng là một giống vật nuôi rất là tiềm năng và có rất là nhiều cơ hội cho bà con mình có thể phát triển trong thời gian tới, đúng không ạ? Dạ. Vậy anh Mạnh ơi, vậy thì khi mà bà con mà muốn bắt tay vào chăn nuôi con rùi ba đào Thái Lan này thì cái điều lưu ý của bà con là gì để có thể chăn nuôi được thành công ạ? Tôi cũng có một lời khuyên với toàn thể bà con, nhất là bà con mấy tỉnh miền Tây, thì tôi cũng có một lời khuyên là bà con trước khi chuyển đổi chăn nuôi con động vật thông thường sang nuôi con động vật hoang dã nói chung, con rùi ba đào nói riêng, thì tôi cũng có một lời khuyên với toàn thể bà con là trước khi bà con chuyển đổi sang chăn nuôi con rùi ba đào Thái Lan này thì tôi cũng có một lời khuyên là bà con nên tìm hiểu những cái trang trại nào đủ to đủ lớn và nên đến trực tiếp trang trại đó. Ví dụ như trang trại tôi là tôi cũng có một lời khuyên là bà con nên đến trực tiếp trang trại tôi. Thứ nhất là thăm quy mô trang trại của tôi, thứ hai là đến thực tế xem con giống, thứ ba nữa có thể gặp tôi và tôi sẽ tư vấn cho bà con là lên bắt cái loại nào và lên nuôi cái lứa tuổi nào để bà con đem lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Dạ. Vậy thì khi bà con mà biết đến anh Mạnh, tìm đến anh Mạnh cũng như là bắt con giống tại trang trại anh thì mình có những cái chính sách gì để hỗ trợ bà con trong chăn nuôi ạ? Đối với tất cả những con động vật hoang dã trang trại tôi đang nuôi nói chung và con rùi ba đào này nói riêng, thì trước khi bà con bắt con giống ở trang trại tôi là trang trại tôi có nhiều chính sách hỗ trợ bà con. Thứ nhất là phần kỹ thuật là trang trại tôi sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình bà con chăn nuôi và phát triển. Dạ. Và thứ hai nữa, trước khi bà con bắt con giống bên trang trại tôi là trang trại tôi sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho bà con để bà con về chăn nuôi bình thường. Thứ ba nữa là trang trại tôi sẽ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con là từ 5 năm đến 10 năm để bà con yên tâm chăn nuôi. Còn cái thứ tư nữa là trang trại tôi có chế độ bảo hành về chất lượng con giống. Và ví dụ như là bà con vào cái loại bố mẹ đã trưởng thành và con mẹ nào, ví dụ bà con vào cái loại đã trưởng thành về nhà bà con nào mà nó đẻ kém, bà con có thể alo cho tôi sẽ hỗ trợ bà con đổi trả cho bà con mẹ khác mà phải đẻ từng đạt tiêu chuẩn trở lên. Như vừa rồi thì anh Mạnh cũng đã chia sẻ cũng như là đã nêu lên những cái chính sách của trang trại anh Mạnh. Nếu như bà con mà tìm hiểu chăn nuôi cái con rùi ba đào Thái Lan này thì nếu như bà con quan tâm và điển hình như bà con khu vực miền Tây mà muốn đến tìm hiểu về cái trang trại cũng như là quy mô trang trại và cái mô hình chăn nuôi cái con rùi ba đào Thái Lan này thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Mạnh theo số điện thoại đang được ghi trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại anh có địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Em cảm ơn anh Mạnh trong cái buổi chia sẻ hôm nay và cũng chúc anh là chăn nuôi ngày càng thành công hơn nữa và đạt được nhiều thành công và giúp hỗ trợ thêm nhiều bà con chăn nuôi phát triển thành công cái giống rùi ba đào Thái Lan này ạ. Rồi, cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.